trục vớt ô tô dưới sông phát hiện thi thể người đàn ông. Sau khi lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh trục vớt chiếc ô tô chìm dưới sông thì phát hiện bên trong có một thi thể người đàn ông. Vào khoảng 12 giờ trưa nay, ngày 18 tháng 3, tại khu vực sông Vách Nam, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng sau khi trục vớt chiếc ô tô chìm dưới sông đã phát hiện một người đàn ông trong xe đã tử vong. Danh tính nạn nhân ngay sau đó được xác định là anh Nguyễn Hữu Hát, sinh năm 1980, trú tại thành phố Thanh Hóa. Theo gia đình nạn nhân, trước đó, ngày 14 tháng 3, anh Nguyễn Hữu Hát điều khiển ô tô biển kiểm soát 36A014X, xe thuê và nói với gia đình là vào thành phố Hà Tĩnh chơi. Sau đó, gia đình nạn nhân không thể liên lạc được với anh Hát nên nhờ chủ xe xác định vị trí chiếc xe. Đến 15 giờ ngày 15 tháng 3, gia đình xác định chiếc xe do anh Hát điều khiển tại thị trấn huyện Thạch Hà. Đến trưa ngày 18 tháng 3, công an huyện tiến hành rà soát và phát hiện trục vớt được xe của anh Hát tại khu vực tổ dân phố 3, thị trấn Thạch Hà. Thời điểm phát hiện, chiếc xe khóa bên trong. Bên trong xe phát hiện anh Hát đã tử vong. Anh Hát ngồi trên ghế lái, trong tình trạng đang thắt dây an toàn, tay phải để theo tư thế cầm cần số. Công an xác định anh Hát tử vong do ngạt nước, không phát hiện dấu vết tổn thương nào khác. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trên đường bờ đê có một cột mốc bê tông bị đổ gãy và có vết bánh xe lao xuống sông. Bước đầu, nhà chức trách nhận định đây là vụ tai nạn. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự vào chiều cùng ngày.